con người có thể quay đầu, có thể hướng thiện. Chỉ cần một niệm hồi tâm thì chư Phật liền hộ niệm, chư thiên thiện thần liền quan hỷ, liền bảo hộ, tuyệt đối sẽ không giáng tội cho người đó. Đây gọi là thiên tâm nhân thuật. Sẽ không giáng hình phạt cho những người biết hối lỗi. Chúng ta phải nên tin tưởng cái đạo lý này. Cho nên từ đây thấy được tránh hung hóa cát đích thực là ở trong một niệm. Thiên đường hay địa ngục đều ở ngay trước mắt. Một niệm thiện thì thiên đường hiện tiền, một niệm ác thì địa ngục liền hiện tiền. Cho nên bản thân mỗi con người chúng ta biết được trong quá khứ đã sai, biết hối cải, biết hướng thiện, dùng tâm chân thành đoạn ác tu thiện, mà con người này vẫn phải gặp phải ác báo thì tuyệt đối không có cái đạo lý này. Nếu như người này vẫn là gặp phải ác báo, hay nói cách khác, tâm sám hối của người đó vẫn còn chưa đủ chân thành. Họ đối với giáo huấn của thánh hiền vẫn còn do dự phân vân. Cũng như trên Kinh Vô Lượng Thọ nói là dùng tâm hoài nghi, niệm Phật cầu sanh tịnh độ, không phải là không có lợi ích, cũng có lợi ích. Sanh đến biên địa nghi thành của thế giới cực lạc. Cùng đạo lý như vậy, nếu như dùng cái tâm nghi hoặc để đoạn ác tu thiện, họ là có tâm nghi hoặc, họ sám hối không triệt để, cho nên vẫn còn cảm chiêu đến ác báo. Thế nhưng cái ác báo này cũng đã giảm nhẹ rồi. Vô gián địa ngục có thể giảm nhẹ thành du tăng địa ngục. Du tăng địa ngục giảm nhẹ đến cận biên địa ngục. Nhất định là sẽ có lợi ích. Cho nên chúng ta đối với giáo huấn của chư Phật Bồ Tát, của thánh hiền, điều kiện đầu tiên là tin sâu không nghi. Chúng ta dùng tâm bất thiện đối đãi với người khác, chúng ta không tin tưởng thế gian có người thiện, không tin thế gian có người tốt. Cùng đạo lý như vậy, người thế gian cũng không tin chúng ta là người thiện, không tin là người tốt, là cùng một đạo lý mà. Thế nhưng thế gian quả thực là có người thiện, thật sự là có người tốt. Không phải vì đại chúng nghi ngờ họ mà họ không làm người tốt, không giữ tâm tốt. Không có cái đạo lý này. Chư Phật Bồ Tát, người chân thật giác ngộ, đó đều là những người thiện chân thật, người tốt chân thật. Cả thế giới này có hủy bán, sỉ nhục họ, hãm hại họ, thì họ vẫn là dùng tâm yêu thương chân thành để mà đối đãi với chúng sanh. Đây là người nào vậy? Là người giác ngộ.
Cho nên giáo dục của Phật Pháp, cái hạt nhân giáo học chân chánh chính là giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ. Họ biết giác ngộ là bảo. Nhà Phật nói tam bảo, giác ngộ là Phật bảo. Phật bảo hiện tiền thì pháp bảo và tăng bảo sẽ tự nhiên theo đó mà hiện tiền. Pháp bảo là chánh tri chánh kiến, tăng bảo là chung sống hòa mục, tương thân tương ái với hết thảy chúng sanh, liên tùy thuận mà theo. Cho nên quan trọng nhất là Phật bảo. Có tăng bảo, có pháp bảo, chưa chắc có Phật bảo. Nhưng có Phật bảo thì nhất định là có pháp bảo, có tăng bảo. Cho nên chúng ta phải chăm chỉ, nỗ lực học tập Phật Bồ Tát. Hôm nay chúng ta tiếp tục xem câu kế tiếp, câu số 5. Chẳng gặp những sự tốt lành mừng vui, người tạo ác, tâm ác, ngôn ác, hành ác. Các khánh nghĩa là sự việc tốt lành, họ đều không gặp được. Họ gặp được đều là tai họa. Chữ tỵ thì ở trong chú giải giải thích ý nghĩa là cầu không được. Những mong cầu của bạn thì không đạt được, không thể xứng tâm, không thể dựa ý. Trong chú giải có mấy câu nói này nói được rất hay. Thiên đạo vô thân. Cái chữ thân này là nói tư lợi, nói tình riêng. Chư Phật Bồ Tát không có, thiên địa quỷ thần cũng không có. Duy thân thiện nhân nghĩa là chỉ cần con người tâm thiện hành thiện thì chư Phật Bồ Tát thiên long thiện thần liền tự nhiên đến thân cận người đó. Đây là đạo lý đồng sanh tương ứng, là cái đạo lý này. Trên kinh dịch có nói: nhân dĩ loại tụ, vật dĩ quần phân, cũng là cái đạo lý này. Cái gọi là chí hướng hợp nhau. Phật Bồ Tát thiện, thiên long thiện thần cũng thiện. Nhìn thấy con người của bạn là người thiện thì sẽ tự nhiên tìm đến nhau. Những hành vi của bạn bất thiện cho nên hoàn toàn thành xa lạ. Bạn không thích họ, họ cũng không ưa thích bạn. Như vậy thì gọi là các khánh tị chi. Cho nên một con người mà chân thật giác ngộ rồi, giác ngộ điều gì? Thiện ác lợi hại. Chỉ cần bạn minh bạch được cái đạo lý này thì bạn thường thường có thể thân cận thiện thần.
được Phật Bồ Tát chiếu cố. Một người quả nhiên có thể phát tâm, có nghị lực kiên định để sửa lỗi đổi mới. Có câu cung kỷ thuận thiên, chữ cung là cung thận, cung kính cẩn thận. Thuận thiên, chữ thiên ở đây nghĩa là đại biểu cho thiện hạnh. Tu thập thiện nghiệp đạo mới có thể sanh thiên. Thiên nhân là thiện tâm thiện hạnh, liền tự nhiên sẽ cảm ứng đạo giao với Phật Bồ Tát, thiên địa thiện thần. Bạn gặp được là cát tường, là phước lợi. Nếu như tâm hạnh của bạn tương phản với những gì đã nói ở trên, tâm ác, khẩu ác, hành ác, thế gian này khả năng bạn gặp phải hình phạt sẽ rất nhiều. Hình phạt của thế gian là sự trừng trị của pháp luật. Bị phán quyết ngồi tù. Pháp luật thế gian có đủ loại hình phạt dành cho bạn. Đây là việc rất rõ ràng. Còn những thứ mà mắt thường bạn nhìn không thấy, đó là quỷ thần thiên địa đang ghi chép. Bạn trong đời quá khứ có tu phước, bởi vì tạo ác nghiệp mà cái phước này bị tổn giảm. Trong đời quá khứ đã tu tích được thọ mạng, hiện nay cũng bị giảm ngắn lại. Việc tốt lành, việc mừng vui sẽ đều tránh xa bạn. Việc hung tai họa hoạn thì lại thường kéo đến, bạn không có cách nào để tránh khỏi. Là ác nghiệp chiêu cảm, bạn phải nên hiểu được. Ở trong đoạn này, chú giải có nêu ra một cái công án, một câu chuyện. Những câu chuyện này đều là thật. Thật sự có những con người như vậy, có những sự việc như vậy. Câu chuyện này nói, ngày xưa có một người đọc sách, tâm hạnh bất thiện, tất cả những gì đã làm trái nghịch với thiên lý lương tâm. Thế nhưng con người này có tài ba, văn chương rất giỏi, nên ông đã đi tham gia thi cử. Vị quan khảo thí đối với văn chương của ông rất là xem trọng. Nên liền tuyển chọn ông. Đến khi công bố danh sách thi đọc lên trên bảng, thì bài thi của ông liền biến mất.
tìm thế nào cũng tìm không thấy. Thế là trên danh sách không có tên. Sau khi công bố bản tên xong thì bài thi của ông liền tìm thấy. Nó nằm ở đâu vậy? Nó nằm ở trong tay áo của quan khảo thí. Thiên địa quỷ thần đã trêu đùa ông. Quan khảo thí có ý muốn đề bạt ông, muốn xếp ông trước tiên, nên đặc biệt để nó ở trong tay áo. Nhưng khi đề bản tên thì lại quên mất. Việc tốt lành, vì cơ duyên này mà hết thảy đều tiêu tán mất. Cho nên ông cũng rất đau lòng. Quan khảo thí đối với ông trước sau đều là rất tốt. Vì sao? Vì quan khảo thí này được thăng chức nhưng vẫn niệm niệm muốn đề bạt ông. Rất nhiều lần tạo cơ hội, nhưng khi cơ hội đến thì đều phát sinh chướng ngại. Đã xảy ra những tình huống không thể nghĩ đến, nên đã làm lỡ dở hết việc tốt của ông. Con người này trong lòng vô cùng chán nản. Vì sao? Có nhiều cơ hội tốt đến như vậy. Rõ ràng cái cơ hội này nhìn thấy là sắp thành tựu rồi, mà đột nhiên xảy ra một biến cố thì liền mất hết. Vì quá phiền muộn như vậy nên đã sanh bệnh. Sau khi đổ bệnh thì cũng không nhẹ, nên đã nằm liệt giường suốt 3 năm. Có một hôm ông đột nhiên giác ngộ ra. Ông nói: tôi cả đời gặp phải đều là báo ứng của việc tích lũy tạo ác của chính mình. Khi ông vừa hiểu rõ vừa hối hận như vậy thì bệnh tình liền thuyên giảm. Sau đó thì khỏi bệnh. Sau khi khỏi bệnh, ông liền nỗ lực sửa lỗi đổi mới, cả đời làm thiện. Người đọc sách ngày xưa, chúng ta ở chỗ này có thể thể hội được. Có tâm bất lương, hành vi xấu ác thì dẫu sao vẫn còn được nhận qua sự giáo dục của gia đình, vẫn nhận qua sự giáo huấn của thầy. Nhất thời mê lầm nên tạo nghiệp ở trong ngũ dục lục trần, gặp phải đại khổ nạn họ vẫn có thể giác ngộ được. Người hiện nay tạo tác tội nghiệp thì có chết cũng sẽ không giác ngộ. Vì sao vậy? Vì chủng tử giác ngộ không có. Người xưa vẫn là có cái chủng tử của sự giác ngộ. Người hiện nay đáng thương biết bao, đến chủng tử của sự giác ngộ cũng đều không có. Cổ đức đã khuyến khích chúng ta về sự phước lộc ở trong trời đất. Chúng tôi xin dùng lời hiện nay để nói, tài nguyên của đại tự nhiên chính là phước lộc trong trời đất. Nếu như bạn không giữ gìn cái tâm thiện, hành thiện, nỗ lực phấn đấu để tu dưỡng bản thân cho thật tốt, thì những tài nguyên này bạn sẽ không thể nào hưởng thụ được. Bạn trong đời này không tu mà nhờ đời trước đã tu tích rất nhiều, cho nên bạn trong đời này đã có thể có được hết thảy phước lộc. Ngày nay chúng ta nói là hưởng thụ vật chất,
Nói lời thành thật, ngày nay nếu như bàn đến đời sống tinh thần thì không có. Có ai hiểu được đời sống tinh thần chứ? Hiện tại đời sống tinh thần mọi người cho rằng đó là ở những nơi vui chơi. Các vị đi xem ca hát nhảy múa, chè chén say sưa, đó mà là đời sống tinh thần hay sao? Dùng ma túy, dùng chất gây nghiện, đó là đang tìm sự kích thích. Họ làm gì hiểu được đời sống tinh thần chứ? Đời sống tinh thần là phải có văn minh cao độ, có sự tu dưỡng cao độ thì họ mới hiểu được, họ mới có thể thể hội được. Ngày nay hoàn toàn đều là đời sống vật chất. Bạn nếu như là có được rồi, nhưng nếu không làm sự nghiệp lợi ích xã hội cho chúng sanh nhiều một chút, thì bạn sẽ không thể tiêu hóa nổi rồi. Đây là việc mà người xưa đã giác ngộ được, đã thể hội được. Phật ở trên kinh còn nói được càng rõ ràng, càng minh bạch hơn. Hạt gạo của thí chủ lớn như núi Tu Di, đời này không liễu đạo, mang lông đội sừng trả. Bạn tưởng là chén cơm này người xuất gia dễ ăn lắm hay sao? Hãy tỉ mỉ mà xem Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh, thì bạn sẽ hiểu rõ. Thế nhưng quyển kinh này ở trong Đại Tạng Kinh lại không có người xem. Phật không chỉ nói ở trên bộ kinh này, những sự việc đại loại như vậy Phật đã nói qua rất nhiều lần ở trên nhiều bộ kinh. Bạn không đọc Đại Tạng Kinh thì bạn làm sao biết được chứ? Chúng tôi đã trích lục ra một phần từ trong Đại Tạng Kinh, đã giảng qua vài lần và cũng đã in thành một quyển sách nhỏ cúng dường đại chúng. Có được bao nhiêu người từ trong giáo huấn này mà tỉnh ngộ trở lại, giác ngộ trở lại chứ? Đây là việc đáng để chúng ta phản tỉnh. Đáng để cho chúng ta học tập, chân thật sám hối, sửa đổi lỗi lầm, thời thời khắc khắc cảnh tỉnh chính mình. Không thể tạo ác nghiệp thêm nữa rồi. Phải học chư Phật Bồ Tát, dùng tâm chân thành để đối đãi với người, bất luận là người nào, dù quan gia trái chủ, cũng phải dùng tâm yêu thương chân thành để đối đãi với họ, giống như Phật Bồ Tát vậy. Một mực bình đẳng chân thành từ bi đối đãi với hết thảy chúng sanh. Hết thảy chúng sanh ai có duyên thì tự họ sẽ tiếp nhận, chưa có duyên thì họ không tiếp nhận. Ai là người có duyên vậy? Người có thiện tâm. Người thiện tâm thiện hạnh thì tiếp nhận, tiếp nhận sự từ bi của Phật Bồ Tát. Người có tâm ác, hạnh ác thì sẽ bài xích sự từ bi của Phật Bồ Tát. Không phải Phật Bồ Tát không yêu thương, mà là họ đã bài xích, họ đã không tiếp nhận. Tuy là họ bài xích không chịu tiếp nhận, nhưng tâm yêu thương, tâm từ bi chân thành của Phật Bồ Tát đối với họ cũng không hề có một chút giảm bớt. Chúng ta học Phật là phải học tập từ chỗ này. Chúng ta tiếp tục cùng xem câu số 6, câu số 7.
sao ác gieo tai họa, tuổi thọ đã hết phải chết. Câu sau cùng cũng là tổng kết của đoạn này. Thiên địa quỷ thần giám sát việc tạo tác thiện ác nặng nhẹ của người thế gian. Trong cảm ứng thiên đã nói với chúng ta 6 loại quả báo. Đây là 6 loại lớn. Trong mỗi một loại đều rất phức tạp, đều rất là rườm rà rắc rối. Câu thứ 6 nó là ác tinh tai chi. Ý nghĩa của nó rất sâu, rất rộng. Trong chú giải giảng, ác tinh là tinh tú, cũng là thuộc về một loại thiên thần. Chúng ta thường nói là thiên thần hung thần. Họ là vị thần trưởng quản hết thảy tai họa hoạn nạn của người thế gian, chuyên môn gây tạo ra một số tai nạn. Để trừng phạt đối với những người tạo ác ở thế gian này. Cách nói này cũng có thể nói được thông, thế nhưng ý nghĩa thì chưa đủ viên mãn. Con người và những gì tinh tú này có liên quan gì? Con người hiện nay đã đối với sự việc này có thể nói là hoàn toàn không để ý. Không còn bà nói về những sự việc này nữa. Ở trong nền giáo dục xưa kia, đặc biệt là sự giáo dục của Phật Pháp, Phật Pháp nói được đến chỗ cứu cánh. Hư không pháp giới, hết thảy chúng sanh, thì bao gồm luôn cả những thiên địa thần linh này ở trong đó. Họ cùng với chúng ta là một chỉnh thể và có liên quan mật thiết. Việc này ở trong Phật Pháp gọi là pháp thân, gọi là lý thể. Làm gì có việc không liên quan nhau chứ? Không những là liên quan, mà hơn nữa còn có mối liên hệ mật thiết. Một người sống tại thế gian, ý niệm không ngừng, sát na sanh diệt. Phật ở trên kinh nói với chúng ta rất hay: hư không là từ đâu mà đến? Thế giới này là từ đâu mà ra? Chúng sanh là từ đâu mà có? Sanh mạng là từ đâu mà thành? Diễn biến của những hiện tượng này lại là vì cái gì? Phật ở trên kinh điển dạy mọi người đều là những vấn đề lớn này, đem những đạo lý chân tướng sự thật này từng việc giải thích rõ ràng, giải thích cặn kẽ cho chúng ta, để cho chúng ta giác ngộ triệt để
đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Người giác ngộ thì gọi là Phật Bồ Tát, người không giác ngộ thì gọi là phàm phu. Phàm phu cùng Phật Bồ Tát chỉ khác nhau ở chỗ giác mê mà thôi. Ngoài việc này ra thì không có cái gì là khác nhau. Thiên địa quỷ thần, ác tinh đều là chúng sanh, là chúng duyên hòa hợp mà sanh. Chúng ta hiểu được đều là từ một niệm tự tánh sở hiện, một niệm tự tánh sở biến. Đây là nhất thiết pháp duy tâm tưởng sanh mà trên kinh Phật đã nói. Chúng ta phải nên ghi nhớ. Cho nên hết thảy pháp đều có mối quan hệ với chúng ta rất mật thiết. Chúng ta khởi tâm động niệm, một niệm thiện, cảnh giới liền thiện. Cảnh giới là hoàn cảnh đời sống. Ở trên đại kinh thường nói, y báo tùy theo chánh báo chuyển. Một con người tâm thiện, hạnh thiện thì hoàn cảnh của người đó liền tốt, hoàn cảnh đời sống của người đó liền tự tại. Một con người mà tâm ác, hạnh ác thì hoàn cảnh của người đó liền không tốt rồi. Chướng ngại của người đó liền rất nhiều. Thì giống như ở chỗ này đã nói. Cho nên thiện cùng thiện tương ưng, ác cùng ác chiêu cảm. Người Trung Quốc đối với quan niệm tin tưởng thì còn kém một chút. Người Trung Quốc xem trọng là ngũ hành bát tự, là xem trọng cái này. Người phương Tây đối với tin tưởng thì vô cùng xem trọng. Người Trung Quốc mê tín, người phương Tây cũng mê tín như vậy. Họ cũng đoán mạng tính số, họ cũng là xem bói. Mà người phương Tây xem bói đoán mạng đa phần đều là dựa vào tin tưởng. Người Trung Quốc xem bói đoán mạng đa phần là dựa vào bát quái của kinh dịch. Thế nhưng hai loại này xem ra dường như là không giống nhau, trên thực tế thì lại là như nhau. Tin tưởng cùng với chúng ta đích thực là có mối liên hệ. Tôi ở Singapore, có một vị đồng tu đến tặng tôi một quyển lời tiên tri. Quyển sách này nghe nói là con trai của ông đã đi Moscow du lịch, ngẫu nhiên phát hiện được bán ở trong nhà sách nên mua về cho tôi xem. Đây là một nhà tiên tri người Pháp nhờ thế kỷ 16 của phương Tây, là nhà tiên tri Nostradamus. Con người này, những lời tiên tri của ông rất là nổi tiếng trên thế giới. Ông chính là căn cứ vào tin tưởng. Con người này học thức rất là uyên bác, cũng giống như chúng ta thường hay nói là đặc dị công năng, khả năng rất là đặc biệt. Khả năng đặc biệt của ông rất mạnh, có thể quan sát được tương lai. Ông sống vào thế kỷ thứ 16, cách chúng ta hiện nay khoảng 500 năm. 500 năm trước, ông đã suy luận vào tháng 7 năm 1999.
thế giới sẽ có tai nạn rất lớn. Ông nói nhân loại sắp bị hủy diệt. Quyển sách này phiên dịch lại rất hay, bình luận cũng tương đối là khách quan, chính xác. Ông tuy là có đặc dị công năng, tuy là đối với hiện tượng tinh tú vô cùng tinh thông, nhưng lời tiên tri của ông dường như có đến 99% đều nói rất chuẩn. Việc này cũng hay, vẫn còn có 1% nói không chính xác. Nếu như tháng 7 năm nay mà không xảy ra việc gì thì đó chính là thuộc về 1% mà ông nói không chính xác. Trong bình luận này nói ông là do ở trong bối cảnh của Kitô giáo, tư tưởng kiến giải của ông vẫn là chịu sự ảnh hưởng của khuôn khổ và ràng buộc của Kitô giáo, không có cách nào siêu vượt. Trong Phật giáo nói thì không như vậy. Phật giáo thì nói kiếp nạn là có thể hóa giải, còn trong đây thì ông nói kiếp nạn quyết định không thể nào hóa giải được. Con người bất luận là có tư tưởng như thế nào, có hành vi như thế nào thì cũng đều không thể nào thay đổi số mệnh. Tư tưởng này của ông cũng chính là nói con người nhất định là đều đi theo những vận mệnh đã được đặt định sẵn từ trước. Ông cũng có nêu ra thí dụ giống như là những người diễn kịch ở trên sân khấu. Vở kịch tuy là chưa được diễn, nhưng mà kịch bản thì đã được viết xong từ trước rồi, nhất định phải theo kịch bản mà biểu diễn. Hết thảy chúng sanh sống ở thế gian này đều là sống theo cái kịch bản sẵn có của riêng họ, một chút cũng không thể nào thay đổi. Đây là tư tưởng của Kitô giáo, cũng giống như trong Liễu Phàm Tứ Huấn, Khổng Tiên Sinh đã đoán mạng, tính số cho Liễu Phàm vậy. Mạng đời này không có cách nào, cả đời đều là do mạng, không có chút nào do người, là cái tư tưởng như vậy. Liễu Phàm sau khi gặp được Dân Cốc Thiền Sư, sau khi Dân Cốc ngài khai thị thì ông liền giác ngộ ngay. Cho nên họ chỉ hiểu được vận mệnh là đã được định sẵn rồi. Ai định vậy? Họ không có đi hỏi. Vận mạng cả một đời này của bạn là do người nào đặt định vậy? Nếu như chỗ này mà đi sâu nghiên cứu thì ông sẽ khai ngộ vận mệnh không phải là do thần quyết định. Nếu như thần là người quyết định vận mệnh cho con người cứ theo đó sống mà lại thành ra ác, thần lại đến để trừng phạt người đó, vậy thì vị thần đó không phải là chính mình đã gây trở ngại cho chính mình hay sao? Nếu thần đã viết kịch bản vậy thì vì sao không viết kịch bản tốt chứ? Hơn nữa lại còn viết một kịch bản rất ác vậy. Vậy thì thần này cũng không phải là vị thần thông minh rồi, là vị thần hồ đồ rồi. Chúng ta phải nên hiểu cái đạo lý này. Vận mệnh là tự mình tạo. Phật Pháp nói rất có đạo lý. Vận mệnh là quả báo do hết thảy tạo tác thiện ác của bạn trong nhiều đời trước và trong đời này mà cảm chiêu đến. Cái họa phước là như vậy mà ra. Trong cảm ứng thiên phía trước không phải là đã nói qua rồi sao? Chỉ cần bạn hồi đầu, dù cho tạo tác ác nghiệp trong quá khứ có nhiều đi nữa, chân thật quay đầu, chân thật sám hối, thì thiên địa quỷ thần tuyệt đối sẽ không trừng phạt những người hối lỗi này. Chân thật sám hối, hối lỗi thì thiên địa quỷ thần sẽ không trừng phạt bạn. Đạo lý này rất sâu, bạn phải chân thật có thể tin tưởng, chân thật có thể lý giải, sửa lỗi đổi mới. Chuyển họa thành phước chỉ ở trong một niệm của con người.
Cho nên ông đã nhìn thấy được những chân tướng sự thật này. Chân tướng sự thật có hay không vậy? Khả năng vô cùng là có. Ông thấy được là không sai. Nhưng mà những chân tướng sự thật này là có thể thay đổi. Nếu như Nostradamus mà đọc qua Kinh Phật, tiếp nhận qua giáo học của Phật Đà, vậy thì cách nhìn của ông sẽ không như vậy. Không thể nào cứ chết cứng ở đó mà không thay đổi được gì. Hôm nay giảng đến chỗ ác tinh tai chi, tôi đưa ra quyển sách này. Trong quyển sách này xác nhận là vào tháng 7, tháng 8 năm nay thì tinh tượng rất kỳ lạ. Loại tinh tượng này ở trong quá khứ chưa từng có. Trong quyển sách này nói rất nhiều, phân tích cũng rất tường tận. Chính hành tinh lớn trong Thái Dương hệ, bao gồm cả mặt trời nữa, là 10 tinh cầu. Hiện nay người ta dùng máy tính điện tử tính toán ra, vào khoảng ngày 18 tháng 8 này thì 10 hành tinh này sẽ xếp thành hình chữ thập. Loại tinh tượng này vô cùng hiếm có, rất khó xảy ra hiện tượng này. Nhà chiêm tinh nói đây là tinh tượng vô cùng xấu, là ác tinh tai chi. Sự tạo hình của tinh tượng này sẽ mang lại cho địa cầu tai nạn. Đây là chúng tôi dùng lời của người phương Tây để nói. Đây là tư trường trong Thái Dương hệ của chúng ta. Phương thức xếp thành hình như vậy của các tinh cầu sẽ tạo thành tư trường xấu nhất, là tư trường tồi tệ nhất. Hoàn cảnh đời sống ở trên quả địa cầu của chúng ta sẽ chịu sự ảnh hưởng cực kỳ nặng nề. Nó ảnh hưởng đến khí hậu của chúng ta, ảnh hưởng đến sóng điện, thông tin vô tuyến của chúng ta sẽ bị nhiễu sóng rất lớn, cũng có thể dẫn đến động đất, gió bão. Cũng không rõ là đến lúc đó sẽ xuất hiện những loại tai nạn gì. Sự ảnh hưởng của từ trường không tốt này đối với con người là ảnh hưởng lên tâm tình của họ. Con người ở trong cái từ trường này thì tinh thần không ổn định, vội vàng hấp tấp, dễ dàng nổi giận. Con người ở trong tình trạng như vậy rất dễ xảy ra sự biến đổi, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Nếu như là người lãnh đạo một quốc gia ở trong tình trạng như vậy, mà nếu thần trí không tỉnh táo, dễ dàng nổi giận, chỉ một chút không như ý liền phát động chiến tranh hạt nhân, vì cái tai nạn này thì lớn rồi. Học Phật là gì? Là cầu Phật huệ. Phật huệ ở đâu? Phật huệ vốn sẵn có. Tuy sẵn có, nhưng chúng ta mê mất. Cầu Phật huệ là tìm lại trí huệ bát nhã sẵn có trong tự tánh. Đó gọi là học Phật. Thật sự học Phật. Trong Đại Kinh, thời thời khắc khắc nhắc nhở chúng ta
Một câu mà Đức Phật đã nói rất nhiều lần. Một tức là hết thảy tức là một. Tìm được Phật huệ thì toàn bộ vô lượng công đức trong tự tánh đều tìm được. Đức Phật thường nhắc tới trí huệ và đức tướng. Ở đây chỉ nói đại lược những điều chánh yếu, chứ nói chi tiết sẽ chẳng thể nói trọn. Vô lượng vô biên trí huệ và đức tướng toàn bộ đều tìm lại được. Đó là thật sự học Phật. Quan trọng nhất trong việc cầu Phật huệ là phát Bồ Đề Tâm. Ở đây Thông và Đạt đều mang ý nghĩa phát. Thông là thông suốt, trôi chảy, chẳng có chướng ngại. Đạt là đạt đến. Bồ Đề Tâm là gì? Ngày hôm qua tôi đã thưa cùng quý vị: chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, viên mãn. Nay chúng ta tìm lại Bồ Đề Tâm như thế nào? Thứ nhất, tâm chúng ta chẳng chân thành. Vì sao nói tâm chúng ta chẳng chân thành? Tâm chúng ta có chấp trước, có phân biệt, có vọng tưởng. Tiên sinh Tăng Quốc Phiên đã định nghĩa chữ thành là nhất niệm bất sanh thị vị thành. Và có một niệm sẽ chẳng thành. Định nghĩa ấy có cùng một ý nghĩa với lời Đức Phật giảng trong Kinh giáo. Nếu nói thông thường rất đơn giản, thì không khởi tâm, không đồng niệm sẽ là chân tâm. Khởi tâm đồng niệm là vọng tâm. Vì sao có vọng tâm? Đức Phật nói rất hay: nhất niệm bất giác nhi hữu vô minh. Một niệm bất giác là vô minh, gọi là vô thỉ vô minh. Vô thỉ chẳng phải là quá khứ quá lâu chẳng thể tìm được, bèn gọi là vô thỉ, chẳng phải là ý nghĩa ấy. Thưa quý vị, vô thỉ là chẳng có khởi đầu. Đúng vậy, nó là nhất niệm ngay trong lúc này. Di Lặc Bồ Tát đã nói, trong một giây hiện thời chúng ta dùng giây làm đơn vị. Nếu một giây khẩy ngón tay 5 lần, sẽ có 1.600 triệu niệm. Một niệm ấy gọi là nhất niệm bất giác. Chẳng phải là chúng ta tưởng tượng mà nói ra. Chúng ta tưởng tượng thì sẽ chẳng biết có bao nhiêu niệm. Mỗi vọng tưởng đều dùng con số triệu để tính toán. Một niệm ngắn nhất trong một cái khẩy ngón tay, nhưng một cái khẩy ngón tay đã trải qua 320 triệu niệm. Đức Phật nói tới cái niệm ấy. Niệm ấy vô thỉ. Niệm niệm đều vô thỉ. Do vậy, niệm niệm cũng chẳng diệt. Bất sanh bất diệt. Thật vậy. Quý vị chẳng tìm được sự sanh diệt của nó. Vì thế, đối với vấn đề này, chúng ta thường hiểu nó là sanh diệt đồng thời. Tốc độ quá nhanh. Không chỉ chẳng có cách nào diễn tả bằng ngôn ngữ, mà ngay cả thức thứ sáu của chúng ta cũng chẳng nắm bắt được sự sanh diệt ấy. Thức thứ sáu phân biệt nhanh lẹ nhất mà vẫn chẳng nắm bắt được. Vì sao Đức Phật biết ý niệm di tế như thế là niệm bất giác? Đức Phật dạy từ Bát Địa Bồ Tát trở lên đều biết. Chúng ta bèn hiểu Bát Địa Bồ Tát có công phu định lực ra sao. Quý vị,
tu thiền định đến bát địa sẽ thấy. Tâm phải thanh tịnh dường ấy mới có thể cảm nhận được sự sanh diệt trong dao động vô cùng vi tế ấy, khởi lên và diệt mất, có cùng ý nghĩa với sanh diệt. Vì thế bát địa Bồ Tát thấy được, cửu địa thấy được, thập địa thấy được, đẳng giác thấy được, diệu giác thấy được, rất nhiều người thấy, chẳng phải chỉ một. Vì vậy Bồ đề là giác. Ngay trong một niệm hiện tiền, vô minh là một niệm mê ngay trong hiện tiền. Một niệm giác sẽ bất động. Huệ Năng Đại Sư đã nói rất hay, nào ngờ tự tánh vốn chẳng lay động, đó là một niệm giác. Một niệm mê là vọng động, là chuyển động. Vô minh là tướng động, cho nên nghiệp tướng của A Lại Gia là vô minh, tức vô thị vô minh. Vì vậy chúng ta cầu Phật huệ nhất định phải phát Bồ đề tâm. Hiện tại tâm chúng ta chẳng thành Phật, chúng ta hiểu rõ điều này, đúng là chẳng chân thành. Chúng ta phải học theo Đức Phật, học theo Pháp Thân Bồ Tát, sử dụng chân tâm, dùng thành ý. Phải bắt đầu ngay từ bây giờ, chớ nên chờ đợi. Hễ chờ đợi là xong luôn. Phải thực hiện ngay trong hiện tiền, xử sự đãi người, tiếp vật, sinh sống, làm việc, đều dùng cái tâm chân thành. Mọi người nghĩ trong xã hội này, nếu dùng cái tâm chân thành sẽ rất thiệt thòi. Người khác lừa gạt quý vị, nhưng quý vị chẳng lừa gạt người khác sẽ bị thiệt thòi. Quý vị phải giác ngộ, kẻ khác lừa ta cũng lừa hắn. Như vậy chính là người khác tạo nghiệp lục đạo, ta cũng tạo nghiệp lục đạo. Người khác tạo nghiệp tam đồ, ta cũng tạo nghiệp tam đồ. Chẳng phải là ý nghĩa ấy hay sao? Nếu quý vị muốn thoát ly tam đồ, thoát ly mười pháp giới, hãy học theo Phật Bồ Tát, hành chân thật, chẳng giả. Điều này rất trọng yếu, đó là giác ngộ. Quý vị nhất niệm giác sẽ chẳng theo sóng đuổi sóng, chẳng tạo nghiệp trong biển khổ lục đạo, chẳng tạo nữa. Sử dụng tâm chân thành. Tâm chân thành xét theo tự thụ dụng là tâm thanh tịnh, quả thật chẳng còn nhiễm dơ nữa. Điều này cần phải có công phu. Vì sao? Trong thế gian này, đặc biệt là trong xã hội hiện tiền, ngũ dục lục trần luôn dụ dỗ mê hoặc quý vị. Tài sắc tiếng tâm ăn uống ngủ nghỉ, thứ gì cũng đều dụ dỗ mê hoặc, mà quý vị có thể chẳng bị lay động thì mới đắc được tâm thanh tịnh. Nếu quý vị bị chúng lay động, tâm thanh tịnh sẽ mất đi ngay lập tức. Bồ đề sẽ chẳng thông suốt, con đường ấy chẳng thông suốt. Tâm thanh tịnh thì con đường ấy sẽ thông suốt. Sau khi đắc tâm thanh tịnh, nếu còn có thể tiến thêm bước nữa, đắc tâm bình đẳng. Bình đẳng là Phật tâm. Phật nói ở đây chính là địa vị Phật trong mười pháp giới, Phật tâm. Tiến cao hơn bước nữa là vị Phật thật sự, chẳng phải là giả Phật. Bồ đề tâm bèn thông suốt, đạt tới viên mãn. Do vậy biết tâm bình đẳng gần với Bồ đề tâm nhất. Quý vị xem tựa đề kinh này, sau thanh tịnh bình đẳng là giác. Bình đẳng mới có thể giác, bất bình đẳng sẽ chẳng giác. Phải triệt để diệt sạch tập khí ngạo mạn thì mới bình đẳng. Từ chỗ này quý vị có thể hiểu rõ vì sao phải học khiêm ti. Vì sao phải khiêm ti đối với người khác, khiêm ti đối với hết thảy chúng sanh? Vốn là để thông với Bồ Đề Tâm. Mấy may tập khí kiêu mạn nào sẽ đều chướng ngại Bồ Đề Tâm.
chẳng thông suốt. Quý vị nói xem, khiêm tị có ích cho ai? Có đại lợi ích cho chính mình, chẳng phải là đối với người khác, mà thật sự là thông suốt bồ đề tâm của chính mình. Quý vị nói xem, chuyện này có trọng yếu lắm hay chăng? Thông đạt bồ đề tâm phải thực hiện bằng khiêm tị. Khiêm tị đối với người khác, khiêm tị đối với hết thảy động vật, đối với muỗi, trùng, kiến đều khiêm tị. Chúng ta gọi chúng nó là Bồ Tát kiến, Bồ Tát muỗi, cung kính từ nội tâm đối với chúng nó. Chúng nó sẽ cảm nhận được. Hiện thời kể như chúng ta đã hiểu rõ, học sách Hoàng Nguyên Quán, chúng ta biết mỗi di trần, mỗi sợi lông, hay nói theo thuật ngữ khoa học hiện tại, mỗi tế bào, mỗi hạt đều do ngũ uẩn. Sắc thọ tưởng hành thức hiện ra. Nói cách khác, nó có thể tiếp, tuy rất nhỏ, nhục nhãn của chúng ta chẳng thể thấy được. Nó có thọ tưởng hành thức. Những thứ này là A-la-gia. Nó có thể biến hiện dạng pháp. Hết thể dạng pháp đều do những hạt cơ bản này hợp thành. Có khoa học gia nói những hạt cơ bản này là một hiện tượng dao động, chẳng sai. Quả thực là hiện tượng dao động. Một niệm bất giác là dao động. Từ dao động mà có, nói chẳng sai tí nào. Hễ chẳng động bèn chẳng có, ngũ uẩn chẳng có. Vì thế bát nhã hiện tiền, chiếu kiến ngũ uẩn đều không. Này chúng ta biết ngũ uẩn là hạt cơ bản. Nhỏ hơn tế bào. Thật sự có thể thông đạt thì phụ mẫu sở sanh thân, tốc chứng đại giác dị. Hai câu này nói đến sự chứng đắc Phật quả viên mãn rốt ráo trong một đời. Chỉ cần quý vị dùng bồ đề tâm, chắc chắn có thể chứng đắc. Pháp môn Tịnh Tông này bảo đảm quý vị thành tựu trong một đời. Chẳng thể nghĩ bàn. Vì thế thật sự tu hành công phu chân thật trong cuộc sống, chẳng còn khởi tâm động niệm nữa. Trong công việc, trong đãi người, tiếp vật, trong hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian, chẳng khởi tâm, không động niệm, bàn thành Phật viên mãn. Chuyện này chưa thể làm được. Chưa thể không khởi tâm, không động niệm, khó quá. Chẳng phải là người tầm thường mà không làm được. Phật Pháp nói, người có thể làm được như vậy là bậc thượng thượng căn. Thích Ca Mâu Ni Phật đã thể hiện như thế. Tại Trung Quốc, vào đời đường, Huệ Năng Đại Sư cũng biểu diễn bậc thượng thượng căn đấy. Kẻ căn cơ trung hạ, tập khí phiền não nặng nề, huân tu từ vô thị kiếp. Chúng ta gặp duyên. Đối với chuyện một người có thể tu hành thành tựu trong một đời hay không, Thiện Đạo Đại Sư đã nói một câu rất hay. Tổng tại ngộ duyên bất đồng. Duyên là cơ hội,
Nếu quý vị gặp được cơ duyên tốt đẹp, sẽ có thể thành tựu, sẽ quay đầu trong một đời này, gặp gỡ thánh giáo, gặp đại thừa, gặp tịnh độ, duyên đấy. Gặp gỡ thiện tri thức tốt lành, tức là gặp thầy, thiện hữu và đồng học tốt lành, gặp hoàn cảnh tu học tốt đẹp, thật sự khó, quả thật chẳng dễ dàng. Những điều ấy quý vị đều gặp, chắc chắn sẽ thành tựu trong một đời này. Duyên trọn đủ, thiện căn trọn đủ, phước đức trọn đủ. Thiện căn là có thể tin, có thể hiểu. Phước đức là thật sự làm. Vậy thì quý vị sẽ nhanh chóng chứng địa vị đại giác. Đọc tiếp đoạn kế đó: Hữu chư kinh chi dương hoa nghiêm kinh dân, dông thất bồ đề tâm tu chư thiện pháp, thị danh ma nghiệp. Kinh Hoa Nghiêm nói như thế. Chúng ta đọc qua, nhưng tu hành bèn quên tuốt bồ đề tâm. Thật sự quên mất, thật sự. Thậm chí, quý vị học tập kinh giáo, giảng kinh, thuyết pháp trên giảng đài, quên sạch bồ đề tâm. Cứ sao quên sạch? Chẳng phải là tâm chân thành. Vẫn xen tạp tiếng tâm, lợi dưỡng, vẫn xen tạp tự tư tự lợi, quên sạch bồ đề tâm. Quên sạch sành sanh. Nói cách khác, hễ còn có vọng tưởng phân biệt, chấp trước, sẽ chẳng có bồ đề tâm. Đó là gì? Đó là tâm lục đạo chúng sanh, là tâm luân hồi. Tâm luân hồi giảng kinh cũng là nghiệp luân hồi. Bất quá nó là thiện nghiệp trong nghiệp luân hồi. Quả báo trong tương lai là tam thiện đạo, không thoát khỏi lục đạo luân hồi. Vì vậy nói nó là ma nghiệp. Do đó tu hết thảy các thiện pháp, tu Phật pháp đều gọi là ma nghiệp, là phước báo trong lục đạo. Quý vị tu đến sắc giới thiên, tu tới vô sắc giới thiên vẫn chưa được. Tuổi thọ trong vô sắc giới thiên đã hết, vẫn phải đọa lạc. Ngạn ngữ bảo là trèo cao ngã đau, trèo tới phi tưởng phi phi tưởng thiên sau khi đã chết. Trong kinh Đức Phật thường dạy, thường là đọa xuống A Tỳ địa ngục. Vì sao? Tính tâm của người ấy dao động. Người ấy lầm tưởng phi tưởng phi phi tưởng thiên là đại bát niết bàn do chư Phật đã chứng đắc. Ngỡ là đạt tới cảnh giới ấy thì chính mình đã chứng đắc đại bát niết bàn, bất sanh bất diệt. Tới khi công phu định lực mất đi, thọ mạng như trong kinh đã nói cũng chính là công phu định lực của vị trời ấy. Công phu định lực của vị ấy tồn tại 8 vạn đại kiếp. Khi đã hết 8 vạn đại kiếp, định mất đi. Khi mất đi, vị ấy bèn nghĩ: trước kia chư Phật Bồ Tát đã dối gạt ta, chứng đắc đại niết bàn sẽ chẳng sanh chẳng diệt, cứ sao nay phiền não của ta lại hiện hành. Do một niệm ấy bèn tạo nghiệp A Tỳ địa ngục, hủy bán thánh hiền, bán Phật, bán pháp, bán tăng. Do tội nghiệp ấy bèn đọa địa ngục. Quý vị nói có đáng sợ lắm hay không?
vị ấy chẳng biết chính mình làm lỗi lại đổ thừa Tam Bảo. Phát tâm chi yếu, bất ngôn khả dục. Chúng ta nhất định phải nhớ lời này. Chúng ta lại xem đoạn kế tiếp. Nguyên Hiểu Sư Đẳng, vị này đã nói trong phần trước, dĩ phát Bồ Đề Tâm di chánh nhân, niệm Phật di trợ nhân. Trong Yếu Giải, Ngẫu Ích Đại Sư đã tuân theo ý nghĩa này. Trong bản Yếu Giải chú giải Kinh Di Đà của Ngẫu Ích Đại Sư, Ngài đã nói có thể giảng sanh hay không là do tín nguyện có hay không quyết định. Quý vị thấy tín nguyện là phát Bồ Đề Tâm, là chánh nhân. Còn công phu niệm Phật sâu hay cạn sẽ quyết định phẩm vị cao hay thấp sau khi giảng sanh cực lạc. Có thể giảng sanh hay không do tín nguyện quyết định, phẩm vị cao thấp do công phu niệm Phật của quý vị quyết định. Ngẫu Ích Đại Sư cũng giảng cùng một ý nghĩa với các vị như Ngài Nguyên Hiểu. Ngã quốc thiện đạo, linh chi giữ Nhật Bản, tịnh tông chư gia, tắc dĩ trì danh di chính hạnh, phát tâm di trợ hạnh. Đây là người nhân thấy là nhân, người trí thấy là trí. Các vị tổ sư đại đức có quan điểm khác nhau. Có những vị nghĩ trì danh niệm Phật là chánh hạnh, phát Bồ Đề Tâm là trợ hạnh. Chánh và trợ phải cùng tu. Có chánh mà chẳng có trợ sẽ chẳng thể thành công. Có trợ mà chẳng có chánh cũng chẳng thể thành công. Do vậy Liên Trì Đại Sư dung hội. Trong Di Đà Kinh số sau, Liên Trì Đại Sư đã hòa hội chi viết: hoàng dĩ trì danh di chánh hạnh, phụng dĩ trì danh di phát Bồ Đề Tâm. Thật sự trì danh là phát Bồ Đề Tâm. Vì sao? Trong ấy có đạo lý. Trì danh niệm Phật đến nhất tâm bất loạn chẳng phải là Bồ Đề Tâm ư? Trì danh chưa đạt tới nhất tâm bất loạn sẽ chẳng phải là Bồ Đề Tâm. Chứ gì phải biết điều này. Bồ Đề Tâm là tâm thanh tịnh, là tâm bình đẳng. Ta niệm một câu A-di-đà-phật này, niệm suốt ngày từ sáng đến tối, trong tâm là A-di-đà-phật, miệng là A-di-đà-phật, toàn bộ những thứ khác đều buông xuống. Đó là Bồ Đề Tâm. Nếu ta niệm A-di-đà-phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, nhưng chẳng buông những thứ khác xuống để chúng xen tạp vào đó, sẽ chẳng phải là Bồ Đề Tâm. Các thuyết đều có lý. Liên Trì Đại Sư muốn dung hội, đấy là một, là hết thảy. Hết thảy là một. Pháp môn bất nhị, Bồ Đề Tâm và trì danh là một, không hai. Thật sự trì danh niệm Phật, quả thật đã viên mãn Bồ Đề Tâm. Nếu không, cứ sau khi người ấy giảng sanh, lại có thể có tướng lành tốt đẹp gần ấy, biết trước lúc mất. Ra đi rất tiêu sái, rất tự tại, do Bồ Đề Tâm. Trong sớ sau, Liên Trì Đại Sư đã nói: tắc song thủ lưỡng gia nhi hòa hội kỳ nghĩa giả. Kim sùng, hiện thời chúng ta tôn trọng phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm di bổn kinh chi tông. Đây là chép chung phát tâm và trì danh lại thành tông chỉ. Và nguyên tắc chỉ đạo tu học trong kinh này. Nói cách khác, tông ấy là tông của bản kinh bậc nhất trong Tịnh Độ Tông. Mà tám chữ phát Bồ Đề Tâm luôn luôn chuyên niệm.
cũng là nguyên tắc chỉ đạo tối cao trong tịnh độ. Chánh thị song thủ lưỡng gia. Lưỡng gia là hai phái, tức hai học phái xưa nay. Thu nhận chủ trương của hai học phái. Phục hữu nhiếp quy danh hiệu, chánh giữ liên trì đại sư chi ý tương khế. Phát tâm giảng sanh, đương nhiên phẩm vị giảng sanh càng cao càng hay. Càng cao càng hay, đấy là do trì danh sốt sắng, thật thà niệm Phật, phẩm vị bèn cao. Chúng ta phải hiểu rõ ràng, minh bạch những ý nghĩa này sẽ rất hữu ích đối với sự tu học của chính mình. Thả thử bát tự, triển chi tắc di triệt ngộ thiền sư chi giáo. Khai triển tám chữ ấy sẽ thành bốn câu nói của triệt ngộ đại sư. Chân vị sanh tử, phát bồ đề tâm, dĩ tâm tín nguyện, trì Phật danh hiệu. Thiền sư triệt ngộ nói như thế. Lão nhân gia niệm Phật giảng sanh tịnh độ là bậc đại đức trong nhà thiền. Quay đầu niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Chúng ta phải ghi nhớ 16 chữ ấy. Thật sự vì sanh tử, không tạo nghiệp sanh tử luân hồi nữa. Sanh tử luân hồi khổ chẳng thể nói được. Sau khi ta thoát ly lục đạo, sẽ thành tựu trong thế giới cực lạc. Nói thật ra chẳng thành tựu cũng được. Vừa đến thế giới cực lạc, ngay lập tức tới mười phương thế giới quá độ chúng sanh cũng được. Vì sao? Bổn nguyện và oai thần của Phật Di Đà gia trị quý vị. Tuy quý vị là phàm phu, nhưng trí huệ và đức năng bằng với thất địa Bồ Tát. Quý vị là A Duy Diệt Trí Bồ Tát. Chỉ cần thấy A Di Đà Phật sẽ được đãi ngộ như A Duy Diệt Trí Bồ Tát. Quý vị bèn đạt được. Vì thế quý vị chứng đắc A Duy Diệt Trí đương nhiên là rất tốt, phổ độ chúng sanh. Còn nếu chưa chứng đắc, nhưng quý vị có tâm đại từ bi, thấy chúng sanh quá khổ cũng được. Quý vị ứng hóa trong lục đạo, A Di Đà Phật và chư đại Bồ Tát sẽ thường chiếu cố quý vị. Thật sự chứng đắc A Di Diệt Trí trong thế giới cực lạc, A Di Diệt Trí viên chứng ba món bất thoái. Chính là hàng sơ trụ Bồ Tát trong viên giáo, như trong kinh Hoa Nghiêm đã giảng. Người ấy ứng hóa trong lục đạo có bị mê hay không? Người ấy sẽ chẳng mê. Vì sao? Đã kiến tánh, minh tâm kiến tánh thì làm sao có thể bị thoái chuyển cho được? Chẳng có lẽ nào. Bồ Tát như thế nào sẽ mê? Trong mười pháp giới, tức là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật. Trong mười pháp giới, tứ thánh pháp giới, ứng hóa trong lục đạo sẽ bị mê khi cách ấm.
chứ Pháp Thân Bồ Tát chẳng bị. Hàng Bồ Tát trong mười Pháp giới chỉ có vị bất thoái, nhưng hạnh bị thoái chuyển, niệm chẳng cần phải nói nữa. Họ chỉ có vị bất thoái, đạt được minh tâm kiến tánh, thoát ly mười Pháp giới, chứng đắc sơ trụ của viên giáo. Hay sơ địa trong biệt giáo sẽ chẳng thoái chuyển. Trong địa vị ấy, chư Phật Như Lai dẫn gia trì người ấy, tăng tấn trí huệ và đạo lực cho người ấy, giúp đỡ người ấy. Người ấy sẽ thành tựu công đức giáo hóa chúng sinh trong ấy. Tiếp theo đó là rút gọn lại, phần trên là triển khai, sẽ thành bốn câu nói của Triệt Ngộ Đại Sư. Ước chi tác di Ngẫu Ích Đại Sư sở xướng chi tính nguyện trì danh. Ngẫu Ích Đại Sư nói bốn chữ ấy đơn giản, bốn chữ ấy được Lão Pháp Sư ấn công, tức Ấn Quang Đại Sư là vị tổ sư thứ 13 của Tịnh Tông chúng ta, thọ trì suốt đời. Quý vị đọc văn sao thấy Ngài thường dạy người khác tín nguyện trì danh, cầu sanh tịnh độ. Lão nhân gia truyền tâm truyền pháp gồm 16 chữ: luôn luôn tận phận, nhan ta tôn thành, tín nguyện trì danh, cầu sanh tịnh độ. Suốt đời Tổ Ấn Quang hành trì 16 chữ ấy. Mười sáu chữ ấy nói rất thấu triệt. Di Đà yếu giải dĩ tín nguyện trì danh di tông. Trong phần Minh Tông Luận Dụng của sách A Di Đà Kinh yếu giải, Ngẫu Ích Đại Sư đã dùng tín nguyện trì danh làm tông. Vì Kinh Di Đà và Kinh này là cùng một bộ, Đại Bổn và Tiểu Bổn, nên nguyên tắc chỉ đạo tương đồng. Tiếp theo đó, tịnh dân, tín nguyện trì danh di nhất kinh yếu chỉ. Những câu này đều do Ngẫu Ích Đại Sư nói. Tín nguyện di huệ hạnh, trì danh di hành hạnh, đắc sanh giữ phủ, toàn do tín nguyện chi hữu vô. Phẩm vị cao hạ, toàn do trì danh thâm thiện. Hai câu này nói rất tuyệt. Đây là nguyên tắc chỉ đạo tu học tối cao trong Tịnh Tông. Cố huệ hạnh di tiền đạo, hành hạnh di chánh tu. Tín nguyện thì như trong khi giảng giải Kinh Di Đà, chúng tôi đã giảng câu chẳng thể dùng chút ít thiện căn phước đức nhân duyên để được sanh về cõi ấy. Thiện căn là gì? Thiện căn là có thể tin, có thể hiểu, đấy là thiện căn. Phước đức là gì? Phước đức là có thể niệm, quý vị thật sự hành, thật sự trì danh. Nhân duyên là hoàn cảnh trợ duyên bên ngoài. Quý vị gặp gỡ pháp môn này, gặp những thiện tri thức tu hợp pháp môn này, họ giúp đỡ quý vị, đấy là ngoại duyên.
Chọn đủ ba món thiện căn phước đức nhân duyên này, quyết định được giảng sanh. Ba món ấy thiếu một món nào cũng đều chẳng được. Quý vị có phước đức, có nhân duyên, nhưng thiếu thiện căn, gặp pháp môn này sẽ như thế nào? Chẳng tin tưởng, mà cũng không có cách nào lý giải. Vì thế, ý nguyện niệm Phật cầu giảng sanh chẳng dấy lên. Nếu không có phước đức, quý vị có thể tin và hiểu, nhưng không hành được. Chẳng chống nổi tiếng tâm lợi dưỡng trước mắt dụ dỗ mê hoặc. Chẳng phải là quý vị không hiểu, nhưng sức dụ dỗ mê hoặc quá mạnh. Biết rõ mà vẫn cố phạm. Kẻ như vậy rất nhiều, chẳng phải là không đông đảo. Vì vậy, Tổ Ấn Quang suốt đời đề xướng giáo dục nhân quả hết sức có lý. Hiểu nhân quả là gì? Hiểu nhân quả sẽ biết vấn đề sanh tử đúng là chuyện lớn. Đời đời kiếp kiếp mê hoặc, điên đảo làm chuyện ấy. Kết bao nhiêu oan nghiệp với hết thảy chúng sanh. Thật sự hiểu rõ ràng, minh bạch, hiểu rành rẽ đạo lý và chân tướng sự thật của nhân quả. Thật sự giác ngộ, sẽ không làm nữa. Hạ quyết tâm chẳng làm nữa. Trong đời này ta nhất định phải thoát lục đạo, ra khỏi mười pháp giới. Đó là sức mạnh của nhân quả. Vậy thì quý vị thật sự làm. Thật sự làm là đại phước đức, vô lượng phước đức. Hành hạnh là chánh tu. Niệm niệm chẳng lìa A-di-đà Phật. Nhất niệm tương ứng nhất niệm Phật. Niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật. Tương ứng với A-di-đà Phật. Như một túc tịnh giận. Đây là nói tỷ dụ dễ hiểu. Ta thấy đường, ta liền bước một bước. Lại nói, thâm tín phát nguyện tức vô thượng bồ đề, hợp thử tín nguyện đích di tịnh độ chỉ nam, do thử nhi chấp trì danh hiệu nãi di chánh hành. Ngẫu Ích đại sư nói mấy câu này rất hay. Trong chánh hạnh còn có điều kiện phải niệm như thế nào? Trong câu Phật hiệu ấy trọn đủ thâm tín phát nguyện. Phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nếu đã thành Phật đạo, quý vị hãy nghĩ xem. Độ chúng sanh, đoạn phiền não, học pháp môn chẳng phải đều gộp trong ấy hay sao? Bốn câu tứ hoàng thệ nguyện, mỗi câu sau sâu hơn câu trước. Hễ có điều thứ nhất, ác có điều thứ hai. Có điều thứ hai nhất định có điều thứ nhất. Có điều cuối cùng thì ba điều trước đó nhất định phải tròn đủ. Vì thế nó là viên mãn. Do vậy, tin sâu phát nguyện là vô thượng bồ đề. Hợp thử tín nguyện. Là chỉ nam của tịnh độ. Nương theo đó, chấp trì danh hiệu là chánh hạnh. Ngẫu Ích đại sư nói, đầy đủ những điều kiện này mới là chánh hạnh thật sự. Đại Bổn A-di-đà Kinh là Kinh Vô Lượng Thọ. Việc dĩ phát Bồ Đề nguyện di yếu,
chánh giữ thử đồng. Trong 48 nguyện, nguyện thứ 18 là chấp trì danh hiệu. Nguyện thứ 19 là phát Bồ Đề Tâm. Và giảng sanh tịnh độ đều là A-di Diệt Trí Bồ Tát. Câu này cũng nhằm nói tới nguyện thứ 19. Khả kiến, tín nguyện trì danh giữ phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm, chánh thị đồng chỉ, có cùng một tông chỉ. Ngẫu Ích Đại Sư nói 4 chữ, Kinh Vô Lượng Thọ nói 8 chữ, nhưng có cùng một ý nghĩa, chỉ thu hoàn toàn tương đồng. Ngẫu Ích Đại Sư dĩ tín nguyện trì danh di tiểu bổn chi tông, đại tiểu lưỡng bổn tông chỉ ưng đồng. Cố Kim viết, nay chúng ta đang học tập Kinh Vô Lượng Thọ, phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm, di đại bổn chi tông, chánh thị tuân phụng Ngẫu Ích Đại Sư chi thùy giáo giả, hoàn toàn tương ứng với lời dạy của Ngẫu Ích Đại Sư. Đoạn tiếp theo là giải thích nhất hướng chuyên niệm. Nhất hướng nhị tự chữ hữu sổ nghĩa. Trong ấy có mấy ý nghĩa. Thứ nhất, triều hướng nhất phương tiền tấn. Nhất phương là Tây Phương. Mục đích là thế giới cực lạc thế giới. Chữ nhất hướng có ý nghĩa thứ nhất như vậy. Thứ hai, thiên hướng bất biên. Quyết định chẳng lấy Đông Nam Bắc, chuyên lấy Tây Phương, cũng chẳng lấy phía trên hay phía dưới, riêng lấy Tây Phương, cũng là cùng một ý nghĩa với triều hướng nhất phương trong đoạn trên. Thứ ba là nhất vị. Thứ tư là tổng thị. Thứ năm là nhất đoạn thời gian. Ý nghĩa thứ năm là nhất đoạn thời gian cũng nói rất hay. Tức là nói khoảng thời gian hiện tiền này, chẳng nói tới quá khứ mà cũng không nói tới tương lai. Trong khoảng thời gian hiện tiền này, chúng ta nhất định phải hoàn thành, phải đạt mục đích. Tổng thị nghĩa là khởi tâm động niệm luôn là A-di-đà Phật, quyết định chẳng có tạp niệm. Nhất vị và tổng thị mang ý nghĩa này. Cố tri nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật, tức chuyên hằng y chỉ trì danh niệm Phật pháp môn chi nghĩa giả. Trọng yếu lắm. Chúng ta hãy nên buông xuống vạn duyên. Không chỉ buông xuống vạn duyên mà ngay cả Phật pháp cũng buông xuống. Liên Trì Đại Sư đã nêu gương cho chúng ta. Lão Nhân Gia nói, tam tạng thập nhị bộ nhược cấp biệt nhân ngộ, Ngài không làm nữa. Bát vạn tứ thiên hạnh nhiêu giữ biệt nhân hành. Quý vị thích học pháp môn ấy thì học. Lão Nhân Gia cung kính tán thán. Chính Ngài thì sao? Chính Ngài chuyên niệm Di Đà, thật sự chuyên. Có một năm, do thuở trước Ngài trụ tại Hàng Châu, tôi đến thăm đạo tràng của Ngài. Hiện thời nơi ấy mở quán trà. Quả thật chúng tôi thấy như vậy rất khó chịu. Trong Đại Hùng Bảo Điện toàn bộ tượng Phật chẳng còn nữa.
biến thành quán trà, đạo tràng của tổ sư đấy nhé. Đại điện chùa ấy có tên là Thần Vận Điện. Vì thế chúng tôi nghĩ đến chuyện ấy cũng rất khó chịu. Có một năm Hàng Châu bị hạn hán vô cùng nghiêm trọng. Quan Thái Thú, thủ ấy là Thái Thú, hiện thời là thị trưởng, đến cầu xin Lão Hòa Thượng, mong Lão Hòa Thượng hãy phát tâm từ bi, cầu mưa dứt hạn hán. Trong Phật môn, quý vị thấy bản đại khóa tụng có nghi thức cầu mưa. Đó là cầu Long Dương. Liên Trì Đại Sư bảo mọi người, ta không biết nghi quy ấy, ta chỉ biết niệm Phật. Chúng ta cùng nhau niệm Phật là được rồi. Ngài dẫn cả đống người, gõ mõ niệm A-di-đà Phật. Bước trên bờ ruộng, quả thật, Ngài đi tới đâu, mưa tuôn tới đó, thật sự linh ứng. Dù một câu A-di-đà Phật, nghi thức gì cũng đều chẳng có. Thế thành ác linh mà. Trong truyện ký của Liên Trì Đại Sư có chép câu chuyện như thế. Một câu A-di-đà Phật vô cùng hữu dụng. Chỉ cần thành tâm thành ý, chắc chắn chẳng hoài nghi, nhất định chẳng xen tạp, sẽ có cảm ứng. Liên Trì Đại Sư dùng câu Phật hiệu A-di-đà Phật để cầu mưa, bèn cầu được. Hiện thời hình như là năm trước, tại huyện Khánh Vân, tỉnh Sơn Đông. Cư sĩ Tề Tố Bình dựng chùa ở nơi ấy, tức Kim Sơn Tự. Lúc ấy ở nơi đó 400 mẫu ruộng tiểu mạch sắp thu hoạch, bỗng nhiên bị nạn châu chấu. Chuyện này phiền lắm, tiểu mạch sẽ bị châu chấu ăn sạch. Nông dân dùng phụ cận bảo bà ta phải phun thuốc sát trùng. Tề cư sĩ gọi điện thoại hỏi tôi, phun thuốc sát trùng đã sát sanh. Tôi nói bà hãy suy nghĩ xem nên xử lý ra sao. Cuối cùng bà ta nghĩ thông suốt, chẳng sát sanh, chọn chẳng phun thuốc sát trùng, thà đem hơn 400 mẫu tiểu mạch để cho châu chấu ăn, cúng dường chúng nó. Cũng chẳng sát hại chúng nó. Dấy lên ý niệm ấy, bà ta dẫn một đám người vào ruộng lúa mạch niệm A-di-đà Phật. Đi nhiễu quanh ruộng niệm Phật, trời tuôn một trận mưa nhỏ, sau khi một trận gió quét qua, chẳng còn một con trùng gây hại nào. Những nông dân vùng phụ cận rất kinh ngạc, vì sao không có, thật vậy chẳng tìm được con nào, bội thu. Nếu bà ta phun thuốc trừ sâu sẽ kết oán cùng những chúng sanh ấy, phiền phức to lắm. Bà ta đã phát tâm từ bi, một con châu chấu nhỏ cũng chẳng giết. Bà ta cũng không nghĩ chúng nó sẽ rời đi. Kết quả là những con tiểu trùng ấy thật sự chẳng còn. Bà ta kể cho tôi nghe chuyện này.